Tiếp theo mình xin giới thiệu với các bạn, đây là một loại cây treo, có thể treo hoặc trồng chậu như thế này cũng được, nhưng mà treo thì mình treo dẫn tiện hơn. Đây, cây này đố mọi người biết cây này là cây gì ạ? Rất là thân thiện, mang lại may mắn cho mình, một tên rất là dễ. Vâng, thì mình xin nói luôn là cây này là cây bình an nhá mọi người. Đó là cây bình an. Cây này là cây bình an. Mọi người quan sát kỹ nè. Đó, lá rất đẹp, sọc sọc như dưa hấu ấy. Đấy. Ngoài viền này. Thì cây này thuộc họ hồ tiêu, nguồn gốc là từ châu Phi. Nguồn gốc từ châu Phi, còn cây này, cái này là một trong hai chi lớn thuộc họ hồ tiêu và có hơn 1.000 loài đã được ghi nhận. Nó phần lớn là cây mọc, cây nhỏ mọc trên gỗ mục, và các loài này có thể phân bố khắp các vùng nhiệt đới và nhiệt độ và cận nhiệt đới trên toàn thế giới, và tập trung nhiều nhất ở Trung Mỹ và Bắc Nam Mỹ nhé mọi người. Cây bình an này nổi bật và thu hút đối diện bởi vì cái hình dáng của nó nhỏ nhắn, nhưng mà đặc biệt khác lạ là cây mọc thành bụi và thường được trồng ở trong lọ để bàn và treo lên góc nhà hay là hành lang cửa sổ nhà mình. Đó, cây độc đáo, đặc biệt, cây rất xinh. Đó, mọi người treo trong nhà hay là treo ban công, hành lang, cửa sổ. Yeah. Cây này là cây cây hình lá bầu dục nhỏ nhỏ. Đấy. Mọc đối xứng qua thân cây từ gốc tới ngọn luôn, và có các đường viền màu trắng, trắng xanh, màu trắng chảy dọc lên trên mặt lá này, rất là bắt mắt, đẹp. Đó. Mỗi chiếc lá thì có khoảng 3-4 đường viền và tùy vào kích thước to nhỏ của nó. Đấy, mọi người xem. Đó, và loài cây cây gieo leo này nó bám bằng rễ, và nên là mỗi đoạn thân cây á, nó có khi trưởng thành đều mọc rễ. Ý nghĩa phong thủy của cây bình an này thì giống như cái tên bình an, có nghĩa là cuộc sống không phải suy nghĩ nhiều, gặp nguy hiểm, nguy biến an đấy, là tiền bạc nào thì ổn định, đi đâu cũng gặp may mắn. Và cây có màu xanh nổi bật đại diện cho sự hành mộc, và những gia thủy có hành mộc, hành hỏa cực kỳ phù hợp để tăng thêm cái vận khí của mình bình an. Để mà chăm sóc cây này thì rất là dễ. Thì cây này, cây xanh quanh năm luôn và sống khỏe và có khả năng thích nghi với môi trường sống. Tuy nhiên thì khi chăm sóc cây bình an, ta nên lưu ý về nước và ánh sáng của cây. Thứ nhất về nước thì cây treo đều ưa đất và bùn, giữ ẩm để không bị khô. Đấy, thì cây thường được treo lên nước sẽ bị thoát ra và nhanh khiến cho cây bị khô héo. Vì thế chúng ta thường xuyên cung cấp nước và cho các loại cây treo nói chung, là cây bình an nói riêng, hạn chế để việc tưới nước. Và cách tốt nhất là nên để cây vào nơi mát và có ánh sáng nhẹ thôi. Nếu mưa lâu ngày á thì nên bỏ cây vào nhà, không nước nó ngấm. Đấy, còn ướt á, còn lượng mưa mà không lớn thì mình có thể để cây mưa tầm không sao cả, để cho cây nó tắm mưa luôn. Mình cứ thế mình để cho cây tắm mưa không sao cả đó.
Còn nước tưới trung bình khoảng 2 ngày một lần và tùy thuộc vào vị trí của cây, thời tiết và ta tưới nước nhiều hoặc là ít nhé mọi người. Và về ánh sáng thì khả năng chịu nắng của cây bình an này rất tốt. Tuy nhiên nếu bạn mua về làm cảnh chơi lá và là chính thì mình nên để cây ở nơi thoáng mát và có ánh sáng nhẹ thôi. Ánh sáng nhẹ, ánh sáng tự nhiên đó. Thì hoặc là treo cây ở ở dưới gần bóng mát đó. Ở trong hiên nhà, ở cửa sổ và dưới đèn điện mà nơi thoáng mát. Về đất của cây này thì thường được trồng bằng sa dừa hoặc là những loại đất mà có khả năng ưa ẩm và giữ ẩm tốt, có nhiều dưỡng chất. Và không nên trồng cây vào những loại đất mà không có độ thoáng và giữ nước như đất, giữ nước đất thì đó. Giá của cây bình an này trên thị trường bây giờ thì khoảng là 120, 150 đến 180 ấy, tùy vào loại cây mà nó to nhỏ, kích thước của nó đó. Còn cái cây mà mình đang cầm này là 120 đây, khá là to, giá cả lại hợp lý. Thì mọi người hãy inbox cho mình qua số điện thoại 0855 299 198 hoặc là có thể qua liên qua tại shop luôn, showroom 39 cây đời ở 39 Trần Bình, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.